quý cô bác tuổi nhâm dần kính mến trong chương trình ngày hôm nay minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi tuổi nhâm dần sinh năm 1962 trong tháng 4 âm lịch năm quý mão 2023 để giúp cho quý cô bác đốn lành lánh giữ có được một tháng nhiều may mắn vạn sự như ý đại cát đại lợi kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh chỉ ra rằng trong tháng tư âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây, vận trình của quý cô bác phải trải qua một tháng hung cát ẩn tàng vận trình có nhiều biến đổi nhưng bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình từ đó những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến những người tuổi nhâm dần hiểu duyên xem được video này nên biết nắm bắt để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý cô bác tuổi nhâm dần cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi nhâm dần, sinh năm 1962. Người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, là tuổi con hổ, thuộc mệnh kim, kim bạch kim, vàng trang sức. Người tuổi Nhâm Dần nhẹ nhàng, thanh bình, nhạy cảm, cởi mở và ít nóng nảy hơn so với những tuổi dần còn lại, người sinh năm này cũng có khả năng kiểm soát cảm xúc và tập trung chú ý tốt hơn, mạnh mẽ không kém các tuổi dần khác. Nhưng Nhâm Dần không phải vật lộn để kiểm soát sức mạnh của mình, họ ít tức giận hơn khi mọi việc không diễn ra như dự định và có thể thích ứng tốt hơn với những thay đổi, thói quen vào phút chót. Bước sang tháng Tư âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi Nhâm dần gặp vận khí thăng trầm khiến cho bản mệnh chịu không ít thách thức. Thời điểm này nếu bạn không đủ bản lĩnh vững vàng và thích nghi nhanh chóng sẽ rất bất lợi. Bạn hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, dù là tốt hay xấu xảy đến. Tháng này người tuổi Nhâm dần chịu ảnh hưởng từ đồng thời cả tương hại Thái Tuế và Nguyệt Lệnh Đế Vượng, nên vận trình của bản mệnh trong tháng chia làm hai thái cực rõ rệt. Khi thì thuận lợi, xuân sẻ bất ngờ, lúc lại gặp gành sóng gió bổ vây, không kịp trở tay điều này đòi hỏi bạn không được phép chủ quan bất cứ lúc nào khối lượng công việc cũng tăng rõ rệt bạn khó tránh cảm giác mệt mỏi hay chán nản nhưng ý thức trách nhiệm khiến con giáp này không được phép bỏ cuộc nửa chừng cũng nhờ vậy mà công việc đã có bước phát triển rõ rệt các hạng mục được hoàn thành nhanh chóng dù vậy vẫn còn nhiều vấn đề tồn động mà bạn không thể mãi né tránh công việc tiến triển tốt mang tới cho bạn nguồn thu nhập ổn định song cũng bởi chi tiêu không hợp lý nên vẫn bị thâm hụt Tốt nhất người tuổi Nhâm Dần nên có kế hoạch cụ thể cho từng việc và không quên để ra một phần đề phòng cho trường hợp khẩn cấp. Chuyện tình cảm của người tuổi Nhâm Dần trong tháng vẫn chưa đâu vào đâu, với người độc thân, bản mệnh ôm mộng tìm đối tượng ưng ý, có lúc tưởng chừng đã tìm được. Nhưng sau khoảng thời gian ngắn trò chuyện, phát hiện đôi bên quá khác biệt, sinh tâm lý chán trường, cô đơn. Đời sống hôn nhân các cặp vợ chồng tương đối bình ổn. Sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 nhìn chung ổn định, không có biểu hiện đáng lo ngại nhưng đừng vội chủ quan, bạn nên duy trì việc luyện tập đều đặn kết hợp ăn uống khoa học. Ngoài ra, muốn cân bằng cuộc sống, bạn nên dành thời gian để bản thân được nghỉ ngơi khi cần. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho người tuổi Nhâm dần sinh năm 1962 trong tháng Tư âm lịch năm Quý Mão 2023 trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, sẽ giúp cho quý cô bác tuổi nhâm dần biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với trước đây, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp Bước sang tháng tư âm lịch, năm quý mão 2023, vận trình sự nghiệp của người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962. Có thể coi là gặp một tháng nhiều thử thách. Tháng này vận khí lúc thăng, lúc trầm, lúc tốt, lúc xấu, do bị cả hung thần thương hại thái tuế, và các thần nguyệt lệnh đế vượng cùng tác động. Nên trạng thái của nhân dân cũng bị tác động, việc làm chia thành hai thái cực rõ rệt, khi thì thuận lợi, xuân sẻ bất ngờ, lúc lại gập gành, sóng gió bùa vây, không kịp trở tay. Trước hết phải nhắc tới nguyệt lệnh lâm đế vượng ở dần, đây là tín hiệu tích cực cho thấy, nỗ lực của con giáp này đang nhận được hồi báo xứng đáng, công việc ngày càng đạt được nhiều bước tiến quan trọng, cơ hội tới dồn dập nên hãy luôn sẵn sàng cho sự bứt phá. Ngoài ra trong tháng cũng có một số dự án bị trì trệ, hoặc gặp trục trặc trước đó, được khơi thông, nhìn chung mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Có điều đi kèm với đó là khối lượng công việc cũng tăng rõ rệt, bạn khó tránh cảm giác mệt mỏi, hay chán nản, nhưng ý thức trách nhiệm khiến cho con giáp này không được phép bỏ cuộc nửa chừng. Cũng nhờ vậy, mà công việc đã có bước phát triển rõ rệt, các hạng mục được hoàn thành nhanh chóng. Căng thẳng một chút nhưng rồi mọi thứ cũng nhanh qua thôi, khả năng thích nghi của những chú hổ cũng liên tục được kiểm tra, nhất là khi công việc có dấu hiệu trước thuận sau nghịch tương hại thái tuế tác động gây ra hung vật không nhỏ vận cạnh tranh và khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều hơn nữa vẫn còn nhiều vấn đề tồn động mà bạn không thể mãi né tránh có lúc tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi nhưng đến phút cuối cùng mới xảy ra vấn đề khiến con giáp này trở tay không kịp thời điểm này nếu bạn không đủ bản lĩnh vững vàng và thích nghi nhanh chóng sẽ rất bất lợi bạn hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dù là tốt hay xấu xảy đến chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ gặt hái được kết quả như ý Nhìn chung, tháng này vận trình công việc của bản mệnh tuổi nhâm dần biến động không nhỏ, công việc sẽ có nhiều thay đổi, có thể là thay đổi vị trí, chức vụ, hoặc tính chất công việc, họa phúc chưa rõ ràng. Nếu bản mệnh tuổi nhâm dần vui vẻ đón nhận mọi thứ đến với mình, và suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, mọi chuyện đều sẽ ổn. Nhưng bản mệnh cũng nên nhớ là, làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, có sự chuẩn bị chu đáo, sẽ hạn chế được những sai sót. Việc nóng vội đưa ra quyết định, sẽ khiến bản mệnh mắc phải sai lầm và dễ phải nhận hậu quả khôn lường. Về mặt tài vận. Xem tử vi cho thấy, về phương diện tài lộc của người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, trong tháng tư âm lịch này, công việc tiến triển theo hai thái cực vừa tốt vừa xấu. Nhưng bản mệnh tuổi nhâm dần cứ nghiêm túc thực hiện, kiên trì, quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ, thì sẽ có được kết quả tốt đẹp, từ đó mang tới cho con giáp này nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, trong tháng tư âm lịch này, vận khí chưa ổn định, nên tài lộc vẫn có sự thăng trầm, được có thể nhiều, mà mất cũng không ít dù vận trình có nguyệt lệnh lâm đế vượng tương trợ, nhưng lại gặp kiếp tài án ngữ, các kế hoạch sử dụng tiền bạc của người tuổi nhâm dần trong tháng, đều cần được tính toán cẩn thận, kẻo nguy cơ mất trắng luôn hiện hữu. Tình hình kinh doanh, buôn bán, vẫn thu lợi đều đặn, thu nhập của bạn được đảm bảo, tuy nhiên tài vận cũng có biến động mạnh, không tốt cho các kế hoạch mạo hiểm. Tốt nhất là nếu bạn đang làm tốt việc gì, thì cứ tiếp tục tiến hành, đừng tham lam, ôm đồm những lĩnh vực mình chưa có nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt trong tháng vẫn có dấu hiệu kẻ tiểu nhân quấy phá vì ghen tị, đố kỵ với tài năng và thành quả bạn có. Những kẻ xấu bụng ngấm ngầm luôn muốn tìm cách hãm hại. Do vậy, người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962 cần phải hành sự thận trọng, tránh vướng vào những thị phi không đáng có, gây hao tài tốn của. Ngoài ra, vấn đề chi tiêu cũng cần được xem xét cẩn thận, dù bạn có khả năng kiếm tiền cũng hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu. Nhưng cũng bởi chi tiêu không hợp lý nên vẫn bị thâm hụt một khoảng không nhỏ. Tốt nhất bản mệnh tuổi Nhâm dần nên có kế hoạch cụ thể cho từng việc và không quên để ra một phần đề phòng trường hợp khẩn cấp. Bạn hãy nhớ là kiếm được bao nhiêu không quan trọng bằng việc bạn giữ được bao nhiêu. Vì vậy nên tích lũy dần cho tương lai của mình nhé. Về mặt tình cảm, bước sang tháng Tư âm lịch năm Quý Mão 2023 được nguyệt lệnh lâm đế vượng ủng hộ, cho nên chuyện tình cảm, hạnh phúc gia đình của người tuổi Nhâm dần sinh năm 1962 không có gì đáng lo ngại ngoài ra bản mệnh tuổi nhâm dần cũng luôn biết cách cân đối thời gian hợp lý dành sự quan tâm tới người thân vợ chồng dù không có khúc mắc nào quá lớn nhưng bản mệnh cũng phải tìm cách làm mới tình cảm để duy trì mối quan hệ lâu bền thỉnh thoảng đổi gió bằng những buổi hẹn ăn tối cũng là biện pháp thú vị để tăng thêm cảm xúc cho cả hai đối với những người đang còn độc thân vận đào hoa khá vượng nhân duyên khởi sắc mạnh mẽ song kết quả cuối cùng có thể lại không như bạn mong muốn, có người còn rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không, mất nhiều thời gian vô ích cho các mối quan hệ, mà cuối cùng vẫn chẳng đi tới đâu. Con giáp này ôm mộng tìm đối tượng ưng ý, có lúc tưởng chừng đã tìm được, nhưng sau khoảng thời gian ngắn trò chuyện phát hiện đôi bên quá khác biệt, sinh tâm lý chán trường, cô đơn. Về mặt sức khỏe, Vận trình sức khỏe trong tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 này của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 nhìn chung được ổn định, không có bệnh tật nặng hay biểu hiện đáng lo nào. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn được chủ quan, bỏ bê và không chăm sóc cho cơ thể mình đầy đủ. Bản mệnh tuổi Nhâm Dần nên chú ý ăn uống khoa học, duy trì việc luyện tập thể dục thể thao đều đặn, đi ngủ đúng giờ, hạn chế thức quá khuya. Bởi thói quen này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật làm giảm sức đề kháng, từ đó dễ bị mắc các bệnh theo mùa những người làm văn phòng do tính chất công việc phải ngồi lâu một chỗ thì cần chú ý nhiều tới các khớp chân, khớp tay. Thời gian làm việc lâu khiến chúng bị đau nhức tê bì, gây cảm giác khó chịu, về lâu dài triệu chứng đau nhức sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới hiệu quả công việc và cuộc sống hàng ngày. Và phần luận giải cuối cùng trong video ngày hôm nay là ba việc ngoài ý muốn khiến tuổi 60 phải cúi đầu bất lực quý cô bác tuổi nhâm dần cần biết sớm để sống an yên, khỏe mạnh và hưng vượng. Qua tuổi 60, chính thức bước sang giai đoạn lão niên, con người ta có thể bình thản hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, bỏ lại những lo toan, những gánh vác, những lý tưởng hoài bão của thời tuổi trẻ ở phía sau. Thế nhưng nhân sinh vô thường, trong cuộc sống khó tránh được một số chuyện ngoài ý muốn, khiến con người luôn cảm thấy bế tắc, bất lực và đau khổ. Dưới đây là ba việc sẽ khiến chúng ta cảm thấy bất hạnh nhất nếu không may gặp phải ở tuổi xế chiều. Thứ nhất đó là bệnh tật trong cuộc đời mỗi con người, không có thứ gì quan trọng hơn việc sống khỏe, sức khỏe là tài sản lớn nhất của mỗi người, cho dù có bao nhiêu tiền của trang nữa. Nhưng, nếu không có một cơ thể khỏe mạnh, thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì thế sức khỏe của bản thân là vô cùng quan trọng, cần chăm sóc thật tốt. Không chăm sóc sức khỏe, qua tuổi 60 con người chúng ta có nguy cơ phải đối diện với sự đau đớn của bệnh tật, không chỉ bản thân chịu khổ, mà người nhà cũng bị liên đới, mệt mỏi theo. Tình trạng đó nếu kéo dài quá lâu sẽ khiến những người khác chán ngán, bỏ mặc, ngay cả con cái cũng tìm cách né tránh, đến lúc đó chúng ta có than thở oán trách cũng chẳng ích gì. Bởi thế, chăm sóc tốt sức khỏe cho bản thân chính là cách giúp chúng ta làm mình vui và cũng là giúp người thân được vui vẻ. Thứ hai là không còn bạn đời bên cạnh. Về già là lúc mà mỗi người đều mong có người để bầu bạn, việc có đôi có lứa ở tuổi xế chiều cùng trải qua một cuộc sống êm đềm, bình dị thực sự là niềm mơ ước của nhiều người. Không may mất đi bạn đời ở tuổi này, con người mới cảm nhận thấy rõ nhất sự cô đơn, không còn người bầu bạn, không có người tham gia, không có người để lo lắng, quan tâm, cuộc sống trở nên cô độc biết nhường nào. Và khi con người qua tuổi 60, có con đàn cháu đống nhưng vẫn không thể nào có thể thay thế được vai trò của một người bạn đời. Người ấy có thể lúc nắng, lúc mưa, nhưng lại là người hiểu mình nhất, quan tâm và gần gũi mình nhất trong cuộc đời này. Chính bởi thế khi còn sống cạnh nhau, nhất định phải quý mến trân trọng nhau, nương tựa và chăm sóc lẫn nhau. Thứ ba là con cái bất hiếu. Vì con cái, người làm cha mẹ đã mất hơn nửa đời người phải sống trong hy sinh vất vả. Bước vào tuổi lão niên, về mặt tình cảm, người làm cha mẹ luôn hy vọng con cái quan tâm đến mình, dành cho mình sự quan tâm, hỏi han ân cần tử tế. Nhưng trên thực tế, không phải bất cứ người làm con nào cũng cư xử hữu lễ đúng mực với cha mẹ của mình. Con người khi bước qua tuổi 60, có lẽ bi kịch lớn nhất khiến họ cảm thấy bị tổn thương chính là việc con cái bất hiếu đặc biệt là những người con không biết yêu thương và không biết chủ, ngay cả khi cha mẹ đã già, họ vẫn không ngừng việc đào khoét ăn bám, thậm chí bắt song thân của mình phải gánh nợ cho mình. Con người chúng ta khi đã bước qua tuổi 60, sắp đến bên kia của cuộc đời, có lẽ cũng nên buông tay để con cái tự lo cho cuộc đời của chúng. Đặc biệt là những đứa con bất hiếu, những đứa con không biết vươn lên, tốt nhất không nên dễ dãi để lại tất cả mọi thứ mình có cho chúng, để rồi bản thân phải sống nốt quãng đời còn lại trong đau khổ. Khi không có con cái để làm điểm tựa, những ông lão, bà lão ngoài 60 chỉ còn biết dựa vào chính mình mà thôi. Vì thế ngay từ bây giờ, quý cô bác hãy lên kế hoạch cho phần đời còn lại. Thời gian còn lại không quá nhiều, hãy sống thật tốt những năm tháng tuổi già, để khi đến cuối con đường, chúng ta không còn cảm thấy tiếc nuối bất cứ điều gì nhé. Vâng, quý cô bác kính mến. Vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng, quý cô bác sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới, và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi, vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm, theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại